Xin chào tất cả các quý vị khán giả yêu quý của kênh DVH Audio nha. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2019. Hôm nay vào ngày Chủ nhật. Thì đội của mình gồm có Chủ tịch Hiếu và Phó Chủ tịch Hiên. Chào em. Hai anh em hôm nay thì lên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để tập huấn về cái công tác đoàn. Công tác đoàn tại vì cũng sắp đến hè rồi. Sắp đến hè để về tổ chức sinh hoạt hè tại địa phương. Mình thì đến giờ thì làm bí thư đoàn được hơn 2 năm rồi. 2 năm thì thừa mà 3 năm thì thiếu. Nói chung là thừa 2 năm mà chưa đủ 3 năm. Kiểu vậy. Còn anh Hiên đây thì làm bí thư đoàn được ngoài 5 năm, gần 6 năm. Cũng lại 5 năm thì thừa, 6 năm thì thiếu. Thì hai anh em thì cũng nói chung là cũng tham gia đoàn thì cũng từ rất là lâu rồi, cũng phấn đấu nhiệt tình tâm huyết với anh em, thì cũng được sự tin tưởng của cấp trên và của anh em đoàn, thì cũng có đề bạt thì mình làm bí thư thì cũng rất là vinh dự. Nhưng mà phải nói thật với các bạn rằng là cũng chẳng vui vẻ gì đâu, tại vì tham gia công tác xã hội mà mệt lắm. Tại vì mình thì mình cũng làm ăn nữa, mình vừa đi học này, mình vừa làm này. Đấy, như các bạn biết đấy, mình bán loa đài cũng được mấy năm nay rồi. Mình vừa đi học này, mình vừa bán loa đài này, mình vừa đi cho thuê loa đài, cho thuê đám cưới rồi các sự kiện đấy. Đấy, rồi đấy lại tham gia cả công tác đoàn tại địa phương nữa. Nói chung là tầm này chưa vào hè thì chưa vất thôi, chưa đến sắp tới ít nữa trẻ con nó nghỉ hè rồi chúng nó ra tham gia sinh hoạt hè. Mệt lắm, ngày nào cũng phải ra. Nhưng mà thôi, nói thế thì nói nhiều về cái sự mệt mỏi đấy thì cũng không hay ho cho lắm. Nhưng mà tuy nhiên cái gì thì nó cũng có mặt nọ mặt kia của nó. Thì mình bỏ công bỏ sức của mình đóng góp một phần cho địa phương ấy. Thì các em mình hoặc là nay mai có thể nay mai mình lớn, mình có vợ, có con, có gia đình thì ít nhất là mình cũng có một cái câu chuyện để mình kể cho con mình biết là ngày xưa bố mình cũng tham gia, cũng nhiệt tình đấy, cũng nói chung là cũng năng động. Đấy, okay. Đấy, câu chuyện đấy nghe có vẻ hơi xa các bạn nhỉ. Thì phải nói là cái gì có mặt nọ mặt kia của nó, mất công mất sức thì nó cũng để lại cho mình nhiều các cái ấn tượng đẹp ấy, và cũng để lại cho mình nhiều các cái kinh nghiệm, mà là kiểu như ứng xử trước đám đông ấy. Mình cái ngày mà mình chưa tham gia đoàn ấy, nói thật với các bạn là mình không dám đứng để nói trước nhiều người đâu các bạn ạ. Xong rồi dần dần tham gia đoàn mình dạng kiểu như mình bạo dạn hơn ấy, bạo dạn hơn ở những cái chương trình của đoàn ấy. Mình có thể đứng trước sân khấu, có thể đến vài trăm bạn đoàn viên gì đấy, mình có thể mình nói hoặc mình thuyết trình bình thường, hoặc là mình có thể nhảy lên sân khấu mình hát rất là vô tư. Ngày trước cái hồi mà mình học lớp 8, lớp 9 ấy, sợ lắm, ngại lắm, không dám đứng trước đám đông để mà nói cái gì, chứ đừng bảo là đứng trước đám đông để hát ấy. Có khi là tập ở nhà thuộc lắm rồi nhưng lên sân khấu thì quên hết lời. Thì từ cái ngày tham gia đoàn này thì khá là bạo dạn. Đấy các bạn thấy không, mình nói trước máy quay, nói trước các bạn rất là vô tư luôn. Thì thế thì tham gia đoàn nó làm cho chúng ta cảm giác trưởng thành hơn, lớn hơn. Và cái mối quan hệ giữa các cái lớp thanh niên ở tại địa phương ấy thì nó khăng khít hơn. Nó khăng khít hơn nhá các bạn nhá. Tại vì các bạn cứ để ý mà xem. Ví dụ như là thanh niên, ví dụ như là ở làng mình thằng này này, nó tham gia đoàn này, đấy, nó quan hệ rất tốt với các anh em trong làng, còn thằng kia này, nó không tham gia cái gì cả. Nó chỉ có ăn mới học thôi. Và nó về nhà là nó chui tụt vào nhà, nó chơi điện tử, nó chả ra đường, nó chả chịu chơi với ai. Thì biết ngay rằng là cái thằng mà hay tham gia đoàn ấy thì nó sẽ biết nhiều hơn cái thằng không tham gia đoàn. Và cái thằng mà tham gia đoàn ấy thì cái mối quan hệ của nó ấy, với các anh em ở trong làng, trong địa phương ấy, thì nó sẽ khăng khít, nó tốt hơn rất nhiều. Ví dụ có khó khăn gì thì có thể sẵn sàng anh em có thể giúp đỡ. Còn đương nhiên là một người chả chơi bời, chả tham gia, chả quan hệ cái gì với mình mà ví dụ có một cái khó khăn gì đấy về, mình nói đơn giản như là các cái thủ tục để mà thi đại học các bạn nhé. Thi đại học thì phải có giấy chuyển gọi là gì nhỉ, chuyển quân sự nhỉ, chuyển nghĩa vụ quân sự với cả cái giấy chuyển sinh hoạt đoàn. Thì rõ ràng là nếu bạn ý là đoàn viên của mình, nếu là đoàn viên của mình hay đoàn viên của anh Hiên hay đoàn viên của anh vậy, thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp đỡ.
mình sẽ mình nói chung là có khó khăn gì thì mình sẽ giúp đỡ. Còn cái bạn mà không tham gia bao giờ ấy thì tự dưng lại đến bảo anh Hiếu ơi em cần làm cái này cần làm cái kia anh Hiếu giúp em với, thì mình có thể mình có thể vui thì mình giúp, mình chả vui thì mình không giúp, ok. Nên là không thể phủ nhận được cái lợi ích của cái việc tham gia các cái công tác xã hội này. Tuy thì có mất công mất sức thật nhưng mà để lại cho mình khá là nhiều cái ấn tượng, những cái kỷ niệm đẹp, những cái chương trình về đoàn ấy, nhất là những cái dịp mà cắm trại vui lắm các bạn ạ, rất là vui. Hôm nay chắc là thời tiết đẹp nên mình nói hơi nhiều nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục tập trung lái xe và lát nữa thì đến đó sẽ quay clip review tiếp cho các bạn xem ở trung tâm chính trị huyện Đông Anh có gì đặc sắc nha. Loan thì thế nào có đúng không ạ? Thành viên của Loan qua đóng góp rất đông để tham gia cái chương trình đó, đúng không ạ? Chúng tôi biết rằng là hàng trăm thanh niên của Loan vừa tham gia đón khách này, đúng không ạ? Vừa tham gia bảo vệ và ổn định an ninh trật tự ở đó, thứ gì an ninh trật tự ở đó. Thế nên xin thưa các đồng chí Đông Anh của chúng ta nhé, hai lần được chọn là Kinh Đô ạ. Xin chào các bạn nha. Đây mình trong lớp học và trong lớp bồi dưỡng rồi. Đây đoạn này đang nói về Đông Anh, đang nói về cổ loa hay quá, đã quay luôn cho các bạn xem. Đến hơi muộn thành ra là phải ngồi cuối cùng. Nhưng mà chúng ta sống trên địa bàn huyện Đông Anh thì dứt khoát phải hiểu về lịch sử truyền thống của huyện Đông Anh. Đang nói về cổ loa, các bạn thành cổ loa. Sau này chúng ta phải học rất nhiều và phải biết rất nhiều để liên hệ trực tiếp nơi anh chị đang công tác, đúng không? Thế tôi đi thi thì hoàn toàn có liên hệ trực tiếp. Nào thì mình sống trên địa bàn huyện Đông Anh mà mình không hiểu thì huyện Đông Anh đặc biệt về lịch sử truyền thống văn hóa thì rất là đáng tiếc các đồng chí. Xin nhắc đồng chí nhé, Đông Anh của chúng ta hai lần được chọn là Kinh Đô Đô Điện. Lần thứ nhất là vua An Dương Vương định đô ở Thủ Đoạn, và lần thứ hai là vào mùa xuân năm 1939, sau khi năm 1938 Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán ở trên. Quay thẳng vào mặt làm gì, cứ đứng ra kia. Em phải đi mua nước. Nhìn như kiểu ỉa tuyết. Mai anh vui là người em ý. Để anh ra, chơi ra. Rồi các bạn ạ, đây hôm nay thì chủ tịch và phó chủ tịch có một buổi sáng khá là dài, bây giờ là đã 12:42 rồi mình mới về. Thì hôm nay thì có cái chương trình tập huấn các bí thư đoàn ấy, ở trên huyện. Thì sau có cái buổi tập huấn nữa thì về thì ở xã mình có cái chương trình phần việc thanh niên, đổ cái sân bê tông làm cái sân chơi cho các em thiếu niên nhi đồng ở cái khu vực đấy, ở khu vực cái chỗ sân vừa nãy mình quay ấy. Ở chỗ đó nó khá là biệt lập so với các cái địa bàn còn lại của xã mình ấy, nên ở đấy trẻ con không có nhà văn hóa, cũng không có sân vui chơi, thành ra là thanh niên mới nhận ra đấy đổ cái sân bê tông đấy để làm cái chỗ vui chơi cho trẻ em. Nói là đấy cũng là một cái việc khá là có ích và ý nghĩa đối với cộng đồng. Thì vừa nãy thì mình cũng vào cũng xúc cát rồi san cát, nói chung khá là mệt mỏi. Bây giờ mới về để nghỉ ăn cơm đây, gần 1 giờ rồi, muộn quá rồi. Đấy, một ngày, một buổi sáng khá là dài của đội DVH. Đây, sắp về đến nhà rồi.
May hôm nay thì thời tiết ngoài trời nó không quá nóng các bạn ạ. Cũng nóng nhưng mà cũng không quá nóng. Nói chung là thời tiết cũng hơi hơi ủng hộ anh em thanh niên để làm cái sân đó. Đấy, thế là hết một buổi sáng rồi. Chiều nay mình cái dự định chiều nay thì mình sẽ quay clip tiếp, mang cái tính chất nó vui vẻ thôi, mang tính chất đời sống, là sẽ chuyển loa lên xe, và tối sẽ đi quay clip hát đường phố, sẽ dạ kiểu như hát rong đường phố ấy, các bạn giao lưu ca nhạc đường phố. Thì mời các bạn theo dõi clip tiếp theo của mình nha. Rồi clip này thì mình sẽ dừng lại tại đây để về đến nhà mình rồi. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc các bạn có một ngày làm việc tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc nha. Xin chào.